Đấy rồi. Ngon không? Ngon là làm cái ngon thôi. Làm ngon ngon thôi. Ăn vô làm sao? Ăn được. Mày ăn cho muốn đổ quá mày ơi. Ngon. Trời ơi. Coi chừng nóng nha. Nó dữ. Cái nĩa con đâu rồi? Hai thì giống nhau quá hả? Đúng rồi. Thì nó là một mà. Đúng rồi, cho menu đó, đó là khoai tây, thì giờ khoai tây của con đó. Trời ơi, quá trời luôn. Nó bỏ vô mày quýnh á. Ấy. Không được, cái này nước uống đó. Cái này là cái gì? Là ông toàn ăn đi. Không được phá đồ ăn đó. Thầy gớm chỗ nào? Không hả? Đây mẹ hỏi vậy. Hello đi, hello các bạn đi. Mày ơi. Em ăn ăn đi chiều. Là gì nữa? Cái này là gì? Đó là nuôi. Nuôi, tàu. Đây không? Làm miếng nuôi coi. Bây giờ